Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Móc Hôm. Hiện tại thì anh Diệu đang có mặt tại Đa Phước, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình anh Phát. Hiện tại thì công trình này đang trong giai đoạn hoàn thiện, đâu đó được khoảng 80-85% rồi quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến gần hơn với công trình ngày hôm nay nhé. Khu đất xây dựng công trình của gia đình anh Phát thì quý vị thấy là khuôn viên khu đất thì cũng tương đối là rộng rãi. Vị trí này thì sau này sẽ là cổng quý vị, và xung quanh thì sẽ là tường rào mở ra một khoảng sân vườn cũng rất là rộng rãi. Còn phía xa kia thì sẽ là công trình của chúng ta. Hiện tại thì quý vị sẽ thấy là bên ngoài ngoại thất cũng đã định hình nên cho chúng ta thấy là một công trình được thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển rất là đặc trưng, với những chi tiết trang trí quý vị thấy sẽ là ban công hình bán nguyệt nè, hệ vòm, hay là chúng ta sẽ thấy những đường gờ phào rất là rõ ràng. Đặc biệt khi mà di chuyển về vị trí mặt tiền đi thì ở đây sẽ là hai chiếc cột tròn rất là đẹp, bên trên thì sẽ còn có những họa tiết trang trí vô cùng nổi bật. Sảnh chính và sảnh phụ công trình thì được thiết kế tương đồng với nhau, tạo nên một tổng thể chúng ta thấy vô cùng gắn kết. Vị trí phần đế của công trình thì sẽ được ốp đá chẻ quý vị, và với thiết kế năm bậc tượng trưng cho yếu tố ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ thì cũng cho chúng ta được một kích thước là 0,75m, từ đó thì mỗi bậc sẽ là 15cm, đẹp, cao ráo và thuận tiện cho việc di chuyển bởi vì nó phù hợp với bước chân của người Việt Nam. Tầng 1 thì sẽ có kích thước chiều cao là 3,9m, tầng 2 là 3,6m và phần mái ở trên là 3m. Vậy nên nếu như mà chúng ta tính kích thước chiều cao của công trình từ cốt sàn là cốt 00 lên đến phần đỉnh mái ở trên sẽ là 10,5m. Kích thước xây dựng của công trình này thì chiều ngang sẽ là 9,7m quý vị, và chiều sâu thì sẽ là 17,6m. Từ đó thì chúng tôi tính được diện tích sử dụng cho hai sàn đâu đó thì sẽ rơi vào khoảng 216m2. Tất nhiên là diện tích sử dụng thì bao giờ cũng sẽ bé hơn diện tích xây dựng, bởi vì diện tích sử dụng thì chúng tôi chỉ tính phần sàn mà quý vị di chuyển thôi, còn diện tích xây dựng thì nó sẽ bao gồm cả phần đua mái, phần giọt ranh vân vân. Với một công trình thì ngoài những chi tiết trang trí bên ngoài, vẻ đẹp ngoại thất còn quyết định rất là lớn bởi việc chúng ta lựa chọn màu sắc nữa. Bởi vì ở công trình này thì đã có rất là nhiều những chi tiết trang trí rồi, thế nên là chúng tôi, đội ngũ kiến trúc sư kết hợp cùng với gia chủ quyết định là chỉ lựa chọn một gam màu duy nhất cho tổng thể phần sơn bao phủ bên ngoài, đó sẽ là gam màu trắng sứ. Về phần sơn thì chúng ta sẽ trải qua những giai đoạn, đầu tiên là trét bã lớp 1, trét bã lớp 2. Tuy nhiên là với công trình này thì chúng tôi trét bã tới lớp 3 lận. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ tiến hành xạ nhám. Ở giai đoạn vị trí mặt tiền thì quý vị sẽ thấy là anh thợ cũng đang xạ nhám ở trên và vệ sinh phần tường. Sau đó thì sẽ tiến hành sơn lót kháng kiềm. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ sơn màu, và lớp cuối cùng sẽ là lớp sơn bóng, lớp phủ bên ngoài để chúng ta bảo vệ phần màu sơn của chúng ta được tốt hơn. Đồng thời màu sơn ở công trình có đẹp hay không thì còn phụ thuộc chính vào hai yếu tố. Đầu tiên là chất lượng sơn, và thứ hai là kỹ thuật của đơn vị thợ. Sơn ở công trình này thì toàn bộ đều là sơn của Móc Hôm quý vị, và chúng tôi thì sẽ có thời gian bảo hành nên là quý khách hàng có thể yên tâm. Đồng thời thì màu sắc chúng tôi cũng sẽ có những sự cam kết để có thể là đảm bảo giống với hình ảnh 3D. Tiếp theo là đơn vị thợ thì phải là đơn vị thợ có tay nghề cao, bởi vì như vậy thì khi mà chúng ta nhìn vào chúng ta mới có thể là thấy được một bức tường được sơn phẳng, thẳng, mịn, không bị vón cục cũng như là đều màu. Đó là một số lưu ý về việc sơn. Khi mà sơn thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành từ trên xuống, như vậy thì nó sẽ đúng quy trình hơn. Tiếp theo thì di chuyển lại gần hơn ở vị trí này, quý vị sẽ thấy là đây sẽ là thiết kế bồn hoa. Dù là một chi tiết không bắt buộc nhưng mà lại rất là cần thiết, bởi vì nó sẽ tạo điều kiện cho chúng ta có nơi trồng trọt cây xanh và hoa điểm tô màu sắc cho công trình. Và khi mà thiết kế bồn hoa như thế này thì chúng tôi cũng sẽ tính toán đến phương án, đó chính là chống thấm. Bởi vì nếu như mà chúng ta không trét ở bên trong thì chắc chắn rằng sau vài mùa mưa thôi sẽ dẫn đến tình trạng ngấm dồn, và nó ảnh hưởng đến cả kết cấu nữa. Như vậy thì sẽ dẫn đến rất là nhiều bất tiện cũng như ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng di chuyển vào bên trong để chúng ta khám phá xem là với 216m2 sử dụng thì sẽ bố trí công năng như thế nào nhé. Các khu
vực chức năng trong công trình thì chúng tôi phân chia rất là hợp lý dựa trên diện tích xây dựng cũng như là những yêu cầu của gia đình và số lượng thành viên nữa quý vị. Thì công trình này sẽ có tổng cộng là 4 phòng ngủ chia cho 2 sàn, tầng 1 sẽ có 1 phòng ngủ và trên tầng 2 thì sẽ có thêm 3 phòng ngủ nữa. Ngay vị trí mà tôi đang đứng đây sẽ là khu vực phòng khách với diện tích là 40m². Với một diện tích 40m² cho một công trình dân dụng thì đây là một diện tích rất là rộng rãi rồi. Và khi mà thiết kế khu vực này thì bao giờ những tiêu chí về việc đón ánh sáng cũng như là lưu thông không khí chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu. Quý vị sẽ thấy là ngay vị trí này là một ô cửa chính. Về sau thì chúng tôi sẽ lắp thêm hệ thống cửa ở đây. Bên cạnh đó thì sẽ có rất là nhiều những ô cửa sổ. Chẳng hạn như chúng ta thấy là một ô cửa hướng về mặt tiền và có 2 ô cửa sổ nhỏ hướng về bên hông. Bên kia lại còn có một ô cửa sổ nữa quý vị. Thì khi mà chúng ta sinh hoạt bên trong chúng ta sẽ cảm thấy rất là mát mẻ, bởi vì đây sẽ là những giải pháp về việc lưu thông không khí giúp cho nền nhiệt ở bên trong công trình bao giờ cũng sẽ có sự chênh lệch với bên ngoài, chúng ta cảm giác được là sự mát mẻ rất là rõ ràng. Về phần gạch ốp lát thì đây quý vị sẽ thấy luôn, ngay vị trí này chúng tôi đã đặt mẫu vào đây với kích thước là 80x80cm. Đây là gạch khổ lớn quý vị. Sở dĩ chúng tôi lựa chọn kích thước gạch như vậy là bởi vì với những khu vực sinh hoạt chung, bao giờ chúng tôi cũng sẽ sử dụng gạch khổ lớn và cùng một loại. Như vậy thì chúng ta sẽ có cảm giác là không gian được cơi nới hơn, ít những đường ron nối, như vậy thì cũng sẽ giảm cảm giác cắt xẻ không gian. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thấy một hạng mục rất là quan trọng đối với những công trình cao tầng, đó là cầu thang. Về sau thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ có phần ốp lát lên trên và sử dụng gạch granite. Quý vị sẽ thấy là với cầu thang chúng ta sẽ quan tâm đến vấn đề kích thước. Kích thước với thang ở công trình này thì sẽ là 1m, độ cao của mỗi bậc thang là 15,6cm và phần lan can ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế là 90cm. Đây đều là những kích thước tiêu chuẩn, bởi vì thông thường nếu như mà tối thiểu thì chúng tôi cũng sẽ lựa chọn là 0,9m cho mỗi vế thang. Bởi nếu như quá bé thì chắc chắn rằng việc mà chúng ta di chuyển lên xuống, đặc biệt là vào những lúc mà chúng ta cần phải bưng bê khuân vác đồ đạc, thật sự nó là một cái bài toán khó, tạo nên cho chúng ta một cái tâm lý rất là ngột ngạt. Tiếp theo, mỗi bậc thang độ cao dao động trong khoảng từ 15 đến 18cm sẽ là kích thước chuẩn phù hợp với bước chân của người Việt Nam. Nếu như bé hơn 15 hoặc là lớn hơn 18cm thì khi mà chúng ta di chuyển chắc chắn là cũng sẽ có những khó khăn nhất định, có thể là bị mỏi chân hoặc là bước hụt chân. Về sau vị trí này thì cũng sẽ có một hệ lam quý vị, mục đích là để khéo léo phân chia ra vị trí phòng khách ở phía trước cũng như là phần phía sau công trình. Bây giờ thì di chuyển về vị trí này, trước khi mà đến được với khu vực phòng bếp ăn có diện tích là 22m² thì chúng ta sẽ thấy là có một thiết kế cửa đi hai cánh để dẫn ra vị trí, đây là sảnh phụ công trình. Và thật ra là với công trình này chúng ta nhìn quanh đâu đâu cũng là cây xanh hết, cho nên nó cũng là một điểm cộng giúp cho chúng ta có được một tầm view đẹp hơn. Với khu vực tích hợp này thì chúng ta sẽ quan tâm đến vị trí của hệ tủ bếp cũng như là nơi đặt vào bộ bàn ghế ăn. Thì ngay đây nè quý vị, ôm lấy hai cạnh của căn phòng này sẽ là vị trí mà chúng tôi đặt vào hệ tủ bếp. Như vậy thì quý vị sẽ thấy là tối ưu hóa được không gian và diện tích hơn. Chúng ta tận dụng được góc vuông của căn phòng, mở ra phần diện tích còn lại thì sẽ là nơi chúng ta di chuyển, thao tác cũng như là đặt vào bộ bàn ghế ăn ở vị trí trung tâm. Như vậy thì sẽ tiện cho việc chúng ta ăn uống và nấu nướng tại đây. Về khu vực sinh hoạt riêng thì mời quý vị đi vào lối này. Căn phòng này thì sẽ có diện tích là 14m² quý vị, một diện tích cũng gọi là cơ bản cho khu vực phòng ngủ. Hiện tại thì phần sàn ở bên dưới chúng tôi đã cán một lớp vữa rồi, những giai đoạn tiếp theo thì sẽ tiến hành ốp lát phần gạch. Thường thì đường ron nối sẽ có kích thước đâu đó khoảng 2mm và kích thước của ron nối như vậy thì cũng sẽ tạo điều kiện cho chúng ta là yên tâm hơn về phần gạch, đặc biệt là vào những lúc mà điều kiện môi trường nhiệt độ có sự thay đổi thì chúng ta cũng sẽ không lo là gạch bị nứt vỡ hoặc là bị đùn gạch. Khu vực này thì sẽ có một ô cửa sổ chắc chắn rồi, làm sao mà có thể thiếu đúng không ạ? Bởi vì có khu vực cửa sổ như thế này thì chúng ta sinh hoạt thao tác bên trong thoải mái hơn, tránh được tình trạng tối tăm và bít kín. Quý vị thấy nè, ở bên dưới phần này chúng tôi chừa ra với mục đích là sẽ ốp lát phần gạch cho chân tường và sẽ ốp theo kỹ thuật là âm tường luôn. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta rà tay từ trên xuống thì nó sẽ nằm trên cùng một mặt phẳng, nó không có cái phần dôi ra như là cách ốp truyền thống. Vậy thì chúng ta sẽ không lo tình trạng là bụi đóng cũng như là dễ dàng vệ sinh và thẩm mỹ hơn rất là nhiều.
đi về cuối công trình thì chúng ta sẽ đến được với khu vực nhà vệ sinh chung. Còn đây là bột bã của Mất Hôm nè quý vị, cũng như là phía trước thì chúng tôi có một số thùng sơn của Mất Hôm phục vụ cho việc sơn tổ công trình này. Đây, lối này thì sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung. Khu vực dù chiếm diện tích nhỏ nhưng mà thật ra lại có rất là nhiều lưu ý. Bởi vì đây là môi trường ẩm ướt, chắc chắn rằng là chúng ta phải chú trọng đến việc chống thấm là một. Và thứ hai là đảm bảo làm sao cho không khí cũ và mới lưu thông liên tục. Nếu như mà đưa mắt nhìn về vị trí tường ở đây thì quý vị sẽ thấy là chúng tôi cũng đã thiết kế một phần tường âm như thế này, chừa ra khoảng trống để mục đích là đặt vào đây những đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt thao tác hàng ngày, có thể là bột giặt hoặc là dầu gội sữa tắm, những sản phẩm skin care vân vân. Còn đây sẽ là lối cửa hậu. Wow. Bước ra bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy đây là khoảng sân sâu nè quý vị. Và phía xa xa kia là một ao tôm nơi gia đình canh tác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên tầng 2 nha. Tiến lên tầng 2, di chuyển về phía trước thì chúng ta sẽ đến được với khu vực phòng thờ có diện tích là 40m² quý vị. Thì sau này vị trí kết nối trực tiếp với khoảng ban công ở phía trước đây sẽ là nơi thờ tự. Còn nếu như mà lùi về phía đối diện bên tay trái của tôi thì sẽ là khu vực đặt vào bàn trà phục vụ cho mục đích sinh hoạt chung của cả gia đình. Không gian trên này thì sẽ thoáng hơn bởi vì đặt ở độ cao so với tầng 1 và chúng ta thấy là xung quanh thì có những khoảng ban công nè, cho nên là cũng tạo điều kiện cho cả gia đình có được một khoảng không gian sinh hoạt. Tầm nhìn thì cũng sẽ rất là đẹp, như tôi có nói bên dưới thì xung quanh đều là cây xanh cho nên là mang đến tính thư giãn rất là cao. Nếu như mà di chuyển mắt về phía trên trần thì chúng ta sẽ thấy là có những vị trí đã được chừa sẵn, mục đích là để cho chúng tôi lắp đặt vào đèn đao lai âm trần. Thì đây cũng là một thiết kế được rất là nhiều chủ đầu tư lựa chọn, bởi vì chúng ta thấy là đèn thì sẽ bền bỉ nè, có tuổi thọ cao, bên cạnh đó thì ánh sáng lại trải đều khắp mọi không gian và nó được thiết kế ôm sát lấy phần trần bên trên, vậy nên rất là thẩm mỹ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những khu vực tiếp theo nhé. Bước vào đây thì chúng ta sẽ đến được với phòng ngủ đầu tiên trên tầng 2, cũng là phòng ngủ số 2 công trình với diện tích là 12m² quý vị. Và ưu điểm của căn phòng này đó chính là một khoảng ban công độc lập cho chúng ta tầm nhìn về phía bên hông. Thì quý vị thấy xa xa sẽ là những vuông tôm nè, cây xanh, rồi khi mà đứng ở đây thì cảm nhận được một cái nguồn không khí, một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Chắc chắn rằng đây sẽ là một căn phòng rất là lý tưởng dành cho chủ nhân của căn phòng này. Di chuyển về phía này thì căn phòng ngủ này có diện tích là 14m² quý vị. Phòng ngủ này thì được thiết kế đồng trục với phòng ngủ số 1 ở tầng 1 bên dưới, cho nên là về cơ bản thì mọi thứ rất là tương đồng, sẽ vẫn là vị trí của ô cửa sổ ngay đây. Và những giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiến hành sơn tường nè, lát gạch cho phần sàn cũng như là ốp gạch cho phần chân tường ở đây. Về khu vực phòng ngủ thì đây là nơi sinh hoạt riêng, cho nên là chúng ta có thể thoải mái thiết kế tùy vào sở thích của mình. Điều này thì quý vị có thể trao đổi kỹ hơn với đội ngũ kiến trúc sư của công ty. Phòng ngủ cuối cùng của công trình thì sẽ có diện tích là 12m². Và trong căn phòng này thì chúng tôi cũng đã chừa sẵn ra những vị trí để đặt vào đây ổ cắm điện. Tất nhiên là những chi tiết này thì Mất Hôm sẽ trình bày rất là chi tiết ở trong hồ sơ điện nước, cho nên là quý vị có thể giám sát theo, cũng như là đơn vị thợ thì chỉ cần căn cứ vào đây là có thể đảm bảo thực hiện đúng so với những gì chúng tôi đã thiết kế. Về phần giường ngủ thì vị trí lý tưởng nhất chính là kê đầu giường vào vị trí này quý vị, thì chúng ta tận dụng được bức tường ở đây. Phần còn lại thì sẽ là nơi mà đặt vào bàn làm việc, bàn trang điểm hoặc là tủ quần áo. Ở trên tầng 2 thì cũng sẽ rất là sáng và thoáng. Ngay vị trí này quý vị sẽ thấy là có được một ô cửa để hướng tầm nhìn ra phía sau. Còn đây là khu vực nhà vệ sinh chung, được thiết kế đồng trục hoàn toàn với nhà vệ sinh chung ở tầng 1 bên dưới. Khi mà đứng ở đây thì quý vị sẽ thấy là hoa thật sự rất là mát mẻ, rất là dễ chịu luôn. Và nó cũng sẽ góp phần mang đến ánh sáng cho tất cả các khu vực ở trên tầng 2. Vậy là ngày hôm nay thì chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình anh Phát có địa chỉ tại Đa Phước, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà công trình này hoàn thiện 100% thì Mất Hôm sẽ lại về đây để quay review cho quý vị cùng xem. Nếu như quý vị cảm thấy yêu thích các công trình do chúng tôi thiết kế và thi công, đồng thời là có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, thì có thể gọi đến Mất Hôm số hotline 096-445-8888 hoặc là 082-813-3333. Sẽ luôn có đội ngũ túc trực sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho quý vị. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.